Quý vị thân thích, và xin kính chào tất cả các chị, anh chị nghệ sĩ có mặt hôm nay. Và Nga cũng kính chúc tất cả các vị quan khách hôm nay có được một ngày thật vui vẻ và một đêm ngủ đêm nay thật là an lạc. Ôi kể người nghe chuyện lãn và đêm một chuyện tình cay đắng. Lúc tôi còn thơ, tôi vẫn thường mong mơ đem chép vào bài thơ. Vô vàn mình hề mong ước sẽ không hề lìa xa. Chuông đổ chùa xa trông về đi cùng lãng chuông tôi vẫn đi đôi bóng hẹn hùa thi lãng khóc tìm người đi vì anh. Đi quay mai lên chốn thành đô nhà sẽ rực rỡ, xanh đường quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò gió. Họ đẹp họ sang nhà cao cửa rộng nơi anh đánh anh
không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Giới thiệu đâu có sai đúng không? Hát hay quá. Điện tình Lan và Điệp với giọng ca của Hoàng Nga. Và quý vị bây giờ thì